Hi, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề tại sao lý do tại sao anh em lại không có ngọc xanh để dùng. Và mình sẽ cho anh em một số cái biện pháp mà anh em có thể kiếm tới 1k ngọc một ngày nhá. Ok. Thì đầu tiên, tại sao anh em lại không có ngọc xanh để dùng? Thì cũng rất đơn giản, tại vì thời gian anh em bỏ ra chơi thì nói chung là nhiều thì có nhiều, nhưng mà anh em toàn làm gì TK này nọ, anh em chả tập trung úp các thứ gì. Đấy là theo một khía cạnh nào đó nhá, còn anh em nào vẫn hay tập trung úp trước các thứ thì mình không nói làm gì đó. Còn xúc phạm hay không thì nói chung là mình không có xúc phạm nha anh em nhá, nên anh em thông cảm với mình. Điều thứ hai thì anh em chơi game ấy thì nhiều anh em thì cũng khá nhỏ tuổi hoặc gì đấy, thì thường là có cái suy nghĩ là đi lừa đảo người khác để kiếm ngọc hay là vàng gì đấy, tại vì anh em rất là ham của người ta mà, tại vì của ăn trộm lúc nào cũng thấy ngon hơn là của tự làm mà. Thế anh em nói chung là lừa thì có lừa được, nhưng mà nói chung là cái đấy nó không bền vững anh em ạ. Có thể là hôm nay bạn lừa được người ta, bạn kiếm được 100-200 ngọc hay là 300 ngọc ít vàng gì đấy, nhưng mà bạn có lừa được người ta mãi đâu. Đó, thì ai cũng có suy nghĩ như vậy thì mình nghĩ là lên bỏ, tại vì nó không được bền vững. Ok, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiếm 1k ngọc một ngày. Hướng dẫn kiếm 1k ngọc một ngày nhé. Nhưng mà cái tối thiểu là anh em phải chăm chỉ. Nói chung là kiếm được 1k ngọc hay không thì tùy thuộc vào các bạn. Nếu các bạn chăm chỉ thì mình nghĩ chắc chắn sẽ làm được thôi. Cố gắng lên. Ok. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em bằng các ứng dụng nhé. Thì đầu tiên là ứng dụng Bitcoin, là một trong những cái ứng dụng khá là ok. Với lại là mình ấy cái này thì khi nào mà có tiền ấy thì mình sẽ khi nào có tiền là trong mấy cái ứng dụng mà mình chia sẻ cho anh em này thì mình sẽ làm kiểu như livestream, xong mình phát thẻ này lọ nhá, bằng chính cái số thẻ mà mình đã hướng dẫn, bằng chính cái số tiền mà mình đã hướng dẫn anh em để làm đấy. Ok, thì mấy ứng dụng này rất là hay, tại vì anh em chia sẻ link hay là gì đấy thì anh em được tiền và người ta cũng được tiền, nên như thế đó. Thì đầu tiên là ứng dụng Bitcoin nhá. Thì sau khi tải về thì nó có những cái app này, thì anh em tải cái app này về thì anh em sẽ có coin này, ví dụ app này 800 coin các thứ luôn đó, và tiền của nó mệnh chứ phải chưa. Ok, thì anh em mỗi ngày anh em có một vòng quay may mắn này, thì có số tiền từ 50 đến 1.000, nhưng mà toàn được 50 thôi đó. Mời bạn bè này, đổi thưởng thì anh em đổi có thể đổi 20k một ngày, chung cái ứng dụng này khá là ok. Và em ấn vào phần kiếm coin chia sẻ nhá, thì hồi trước gần 100k mà hai mấy nghìn mà. Ok, thôi kệ đi, thì anh em chia sẻ một cái link này thì anh em sẽ được tầm mấy nghìn đấy. Đây, nó như này, tí mình sẽ để với cái link này phần dưới mô tả nhá, anh em nào có nhu cầu thì tải về giúp mình, khi nào có thời gian hoặc là có tiền mình sẽ livestream phát thẻ lại đó bằng chính cái số tiền mà anh em đã ấy nhá. Nói chung mình cũng trả được cái méo gì đâu. Ok, thứ hai là ứng dụng gì đây, ứng dụng Tazaco nha anh em nhé. Tazaco, ok, ứng dụng Tazaco đây, mình sẽ tải luôn. Ok, mình sẽ tạm ngừng video xem. Ok, sau khi anh em tải về xong thì anh em đăng nhập mở lên và đăng nhập bằng Facebook hoặc là gì đấy về nhá. Anh em đăng nhập vào, ấn tiếp tục này. Đó, tài khoản của bạn tạm thời không được khôi phục cũng do những hành vi. Phải bị làm sao ấy, thôi kệ đi. Ok, ứng dụng này mình sẽ để link ở đằng sau nhé. Ok, ứng dụng thứ ba là ứng dụng
gì đây? Momo nha anh em nhá. Momo thì cho những thanh niên nào mà có thẻ ATM và nhà có ai có thẻ ATM thì có thể là đấy. Game mình sẽ đăng nhập nhá. Ok, thì sau khi đăng nhập xong thì nó sẽ có giao diện như này. Thì mình sẽ cho anh em cái mã giới thiệu và mình sẽ cho anh em cái link chia sẻ nhé. Đây, duy nhất anh em nhà ai mà có thẻ ATM và bất kỳ cái thẻ gì mà liên kết được vào đây anh em liên kết nhá. Đó, nhận 200 giá trị x2 so với bình thường này. Thì mình sẽ để cái link chia sẻ này và sau khi ấy xong thì anh em nhập cái mã số thoại, mã chia sẻ của mình nhá. Đây, sau khi anh em tải về ứng dụng xong thì anh em nhập cái mã giới thiệu của mình là 0166401993 nhá. Đó, khá là ok đúng không? Đó, rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần liên kết tài khoản với ứng dụng Momo này, xong rồi chuyển 10.000 vào, xong rồi nhập cái mã giới thiệu này của mình vào là được. Ok, ứng dụng thứ ba là ứng dụng Mopin nha anh em nhé. Mopin đó là một ứng dụng đọc báo, nói chung là ứng dụng này kiếm được ít tiền, nói chung là được nhiều tiền hay không là do anh em thôi, còn lại là do anh em. Với lại mình chia sẻ này không biết có được ấy không, nhưng mà thôi thì đấy là kinh nghiệm của mình kiếm ngọc xanh thôi, tại vì anh em nghèo mà thì kiếm bằng những cái cách đấy, có tiền thì ai có tiền thì cứ làm thôi, không còn gì để nói nữa rồi. Ok thì thôi, chắc clip mình tạm dừng đây nhá, anh em xem video thấy hay đừng quên để lại một like, một comment, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Ok.